điểm. Bạn có còn trong tay hai quyền như giải thoát của chương trình, quyền đi 50 và 75% tổng số điểm. Và rất vui là bạn vẫn còn quyền thiệt nhân đôi số điểm để có thể nâng cao điểm số. Có lẽ là câu hỏi tiếp theo chúng ta. Anh gì vậy? Câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày nay. Anh chính xác quyết định. Bởi vì nếu như bạn vượt qua nó, thì rất có thể bạn sẽ nâng cao điểm số lên rất nhiều. Bởi vì theo quy định chương trình chúng ta luôn chạy. Hai. Và như vậy thì ở thời điểm những người chơi chúng ta còn lại tương đối ít, đánh người chơi rất cao. Bấm mày. Điều đó để có thể sử dụng vị trí số điểm lên đến. Nếu như bạn không biết cách chơi, 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 không biết cách. Ờ, cánh tay phải. Cánh tay phải trái. Dạ, em xin đọc câu hỏi khó. Một câu hỏi khó, rất tuyệt vời. Nó có thể... Bây giờ em muộn phồng mồm. Nào, không biết gì. Đưa để thẳng luôn. Cho nó ra đấy. Nhảy ra mắt ra. Mang giải em. Giải em. Sửa múa trường kinh chưa? Giải em con đấy đây. Cho em vào đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Vào đây rồi. Thôi, không sợ nữa. Chiến đấu ấy. Quà người ý tôi cho ấy nha. Đây. Đi hẹn cho, tắt đi nhé. Chào phạm. Chào phạm phạm. Quà hư. Anh hư. Hư lắm. Mẹ ơi. Ơi gì? Đi chơi à? Không đi chơi ạ. Ở nhà nhá. Dạ. Úc. Bước đi đâu? Suốt ngày bị bõm dưới áo trâu. Đê. Nhọn xinh. Mới ơi không ngứt áo. Cả ngày chỉ có một câu. Úc. Đến lớp học cho mau. Ôi chú vịt mau. Ôi Nga. Chạy thế à? Hả?